Thưa quý vị và các bạn, định hướng nghề nghiệp cũng chính là định hướng cho tương lai. Bởi vì nghề nghiệp là một trong những bước đầu tiên để chúng ta xây dựng nên sự nghiệp và những cái tiền đồ phía trước của bản thân mình. Thế nhưng mà hiện nay liệu học sinh đã được định hướng nghề nghiệp đầy đủ chưa ạ? Và cái phương pháp định hướng đã đúng chưa? Đấy là vấn đề chúng ta hết sức đáng quan tâm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về vấn đề này với hai khách mời đang có mặt tại trường quay của chúng tôi. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và vị khách mời thứ hai chúng tôi xin được giới thiệu chị Nguyễn Thu Hương, đồng sáng lập, giám đốc điều hành và là trưởng bộ phận hướng nghiệp đại học tại Trung tâm Tư vấn Du học PAC. Xin cảm ơn anh Hà và chị Hương đã đến với chúng tôi. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện cởi mở, thẳng thắn với những thông tin rất là thực tế và hữu ích liên quan đến vấn đề hướng nghiệp. Nhưng mà trước hết chúng tôi muốn mời anh chị cũng như khán giả của chương trình cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hiện nay, công tác hướng nghiệp cho học sinh chủ yếu dựa trên cơ sở bộc phát, chứ chưa có sự nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành nghề và khả năng của mình có phù hợp với nghề nghiệp và ngành theo học hay không. Theo các thông tin tuyển sinh trong những năm gần đây, số lượng các em học sinh đăng ký thi đại học, cao đẳng đa phần đến 2/3 chọn khối ngành kinh tế. Ngược lại, nhân lực phân bổ cho khối ngành xã hội và kỹ thuật chất lượng cao lại thiếu hụt. Điều này dẫn đến hậu quả không tìm được việc làm sau khi ra trường, mất cân bằng nguồn nhân lực giữa các độ tuổi và gây lãng phí rất lớn cho gia đình cũng như xã hội. Theo như nhiều cuộc khảo sát khi được hỏi, đa phần các em đều ấp úng không trả lời được ngành mình sẽ chọn là gì, ra trường có thể đảm nhận được những công việc gì, xu thế ngành đó dựa vào cái gì để lựa chọn. Ở các nước phát triển, ngay từ bậc tiểu học và trung học cơ sở, học sinh đã được tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai bằng nhiều cách như tiếp cận thực tế tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, phòng thí nghiệm. Đây là cách định hướng nghề nghiệp rất hiệu quả. Các em sẽ được vừa học vừa trải nghiệm bản thân, xem mình phù hợp với ngành nghề nào nhất. Vì thế, tỷ lệ chọn nhầm nghề của học sinh ở các nước này là rất thấp. Vấn đề hướng nghiệp cho học sinh ở nước ta có thể nói là được tiến hành khá muộn so với các nước có nền giáo dục tiên tiến. Nhiều trường trung học phổ thông ở nước ta những năm gần đây, việc lựa chọn ngành nghề đã được quan tâm nhiều hơn. Thế nhưng, có trường làm được, có trường chưa làm được. Có phụ huynh hiểu, có phụ huynh chưa thực sự hiểu một cách thấu đáo. Có học sinh nhận thức được, có học sinh vẫn còn khá mơ hồ trong việc chọn cho mình một nghề nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi phóng sự về thực trạng hướng nghiệp học đường. Bây giờ sẽ là cuộc trò chuyện với hai khách mời của chúng tôi. Tôi muốn lắng nghe quan điểm của hai anh chị về vai trò tầm quan trọng của việc hướng nghiệp đối với công tác giáo dục học đường ạ. Xin mời quan điểm của anh Hà. Nói như đơn giản như này thôi này, chúng ta ai cũng chỉ có một đời để sống thôi. Và vì thế cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái con đường đi, lựa chọn một cái phương thức tồn tại là cực kỳ quan trọng. Và cái việc mà chọn nghề nó giống như là chúng ta lựa chọn một người bạn đời đấy. Nếu mà chúng ta chọn được một cái công việc, một cái sự nghiệp thì chúng ta sẽ có cái sự hạnh phúc, chúng ta có sự thỏa mãn và quan trọng là chúng ta sẽ phát triển và thể hiện được sự đóng góp. Và ngược lại, nếu mà chúng ta phải làm công việc mà chúng ta không yêu thích, giống như phải lấy một cái người mà chúng ta không có cái tình yêu thì thực sự là cả cuộc đời nó sẽ là một bi kịch. Và xã hội thì có lẽ là nó sẽ không thể nào mà có được một cái sự phát triển trọn vẹn nếu mà các cá nhân không hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó chính là cái vai trò của cái việc định hướng nghề nghiệp đối với các bạn thanh niên. Dạ, mời chị Hương. Đối với tôi thì hướng nghiệp thực sự là vấn đề rất rộng lớn và cần có nhiều thời gian và công sức và cần sự tham gia của cả gia đình và giáo dục từ các cái cấp bậc nhỏ cho đến lớn. Và thực tại thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều các bạn học sinh và các bạn sinh viên ngay từ năm thứ nhất và thậm chí là học gần xong cấp bậc đại học rồi vẫn cảm thấy rất là mơ hồ về cái nghề tương lai của mình. Bởi vì là khi mà bạn học thì bạn thấy rằng là cái ngành học đấy của bạn ý chọn khá thách thức với bản thân, nó quá khó. Thế và có một số bạn lại cảm thấy là cái ngành học mình đã chọn lại quá dễ với bản thân. Và vì vậy nên trong quá trình học cảm thấy chán, cảm thấy là không thể phô bày được tất cả các cái tiềm năng cũng như là cái nỗ lực mình đã có. Vậy nên là cảm thấy có nên tiếp tục học không, có nên đổi ngành học không, đổi trường học không, và tương lai thì mình sẽ chọn nghề nghiệp nào. Nghe chị Hương chia sẻ thì tôi nhớ đến trường hợp một học sinh đã là sinh viên trường y rồi, mà để đỗ trường y là mơ ước của biết bao nhiêu học sinh, những cái thí sinh khác. Nhưng mà sau 3 năm thì bạn ấy lại không học trường y nữa, từ bỏ điều đó và chuyển sang thi vào ngành sư phạm. Bởi vì có lẽ là khi đi vào học rồi thì mới thấy dường như nó không phù hợp với cá tính, với con người của mình. Bạn biết đâu đấy ngày trước chọn trường y hoặc là những cái trường nào đó khác của những trường hợp khác là bởi vì thấy nó hay, nhưng chúng ta lại thiếu thông tin.
Như vậy rõ ràng dường như công tác giáo dục về nghề nghiệp ở cấp trung học và đại học vẫn đang có một cái gì đó thực sự là cần phải được bổ khuyết, đúng không ạ? Đúng là như vậy đấy. Chúng ta vẫn thấy rằng là trong thời gian gần đây thì cái công tác hướng nghiệp ở trong trường phổ thông được chú ý rất là nhiều. Các nhà trường cũng chú ý nhiều lắm. Và ngay cả xã hội chúng ta cũng nhắc nhở đến cái câu chuyện này. Nhưng mà chúng ta đã làm đúng chưa? Và thực sự những cái hoạt động hướng nghiệp đó nó có đi được đúng vào cái bản chất của cái công tác chọn nghề của các em học sinh hay không thì để làm câu chuyện bỏ ngỏ. Có lẽ là vì chúng ta rất là sốt ruột, cha mẹ cũng rất sốt ruột, các em học sinh cũng sốt ruột, thầy cô cũng sốt ruột trong việc định hướng cho các em. Và dẫn đến là đôi khi các em bị quá tải. Trước đây thì chúng ta có thể được gọi các em bị đói thông tin. Và vì thế cái việc lựa chọn nghề nó khó khăn. Nhưng bây giờ lại một cái thực trạng cho thấy rằng là đặc biệt ở khu vực đô thị thì các em đã bị quá tải thông tin, mà cái thông tin đó lại không có một cái bộ sàng lọc, những cái người chuyên gia để mà giúp cho các em sàng lọc bớt những thông tin đi để các em lựa chọn nó chính xác. Tôi chỉ lấy một cái đơn giản như này thôi. Cứ đến tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm gọi là mùa hướng nghiệp, thì bên cạnh các chuyên gia hướng nghiệp, bên cạnh phụ huynh đi tìm kiếm thông tin, thì hàng chục, hàng trăm trường đại học khác nhau tỏa đến các trường phổ thông để làm công tác hướng nghiệp, nhưng bản chất của họ là tuyển sinh. Và như vậy các em bị bội thực bởi những cái thông tin nghề nghiệp khác nhau, trường nào đến chả nói hay, trường nào đến chả nói rằng ngành này sẽ là ngành tương lai, là 4.0, là IoT, là rất nhiều thứ, làm cho em bị choáng ngợp. Và như vậy cái việc lựa chọn trở nên cực kỳ khó khăn, và đó chính là cái câu chuyện của cái thực trạng của chúng ta hiện nay. Nó không phải chỉ thiếu thông tin nữa đâu, mà bội thực thông tin. Bội thực thông tin khi mà chúng ta đứng trước ngưỡng cửa là phải chọn một cái nghề nào đó thì nó lại càng gây nhiễu, đúng không ạ? Và vì thế mà học sinh lựa chọn sẽ cảm thấy khó khăn. Tôi cho rằng là việc các trường đại học cao đẳng đến với các trường phổ thông để chia sẻ thông tin là chuyện rất cần thiết để các em có một cái thực tế, và thay vì chỉ đọc qua một vài mô tả, mình có những người đến tận nơi giải đáp. Nhưng mà đấy không phải là căn cứ duy nhất để chọn nghề. Chính xác là như vậy đấy. Nó như thế này. Nếu mà các trường đại học đến để mà giới thiệu cái chương trình tuyển sinh, tôi nghĩ đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu mà cùng với họ sẽ là một cái chuyên gia để mà tư vấn cho các em, không chỉ là chọn ngành đâu, mà ngành đó có hợp với các em hay không, về phẩm chất, về năng lực, về thói quen, và ngay cả điều kiện của gia đình nữa. Rất là nhiều bạn là lựa chọn một cái ngành học mà cái chi phí học quá đắt, trong khi đó thì cái khả năng gia đình không thể nào mình có thể đáp ứng được, mà lựa chọn cái ngành đó thì sẽ phải bỏ học, rất là đáng tiếc. Trong khi đó bạn có thể hoàn toàn lựa chọn một cái trường khác, một cái ngành khác mà nó phù hợp hơn với điều kiện. Tức là ví dụ đơn giản vậy thôi, thì nó cũng sẽ làm cho cái việc lựa chọn trở nên sai lầm. Và đặc biệt hiện nay chắc bạn Hương làm trong lĩnh vực về du học cũng sẽ thấy rất là rõ, rất là nhiều bạn, rất nhiều gia đình bây giờ lựa chọn đi du học, mà cái mục tiêu cuối cùng là đi du học để sang bên đó để có một hưởng một cái nền giáo dục tốt hơn, có thể biết đâu đó có thể tìm được một cái việc làm, rồi lại cứu những cái người em ở nhà để mà lại kéo sang để tiếp tục. Tức là cái chuyện hướng nghiệp, cái lựa chọn nghề nó mang cái yếu tố cá nhân, cái yếu tố lợi ích nó cao hơn là cái chọn nghề như thế nào cho nó khoa học, chọn nghề như thế nào mới là đúng ấy, thì ít người hoặc là ít tổ chức người ta quan tâm thực sự. Xin cảm ơn anh Hà. Chị Hương, hiện nay chị đang làm công tác liên quan đến du học thì chắc hẳn chị sẽ có nhiều thông tin về những cái trường ở những nước khác nhau trên thế giới. Tôi muốn chị có một cái nhìn so sánh về công tác hướng nghiệp đối với học sinh trung học phổ thông, đối với đại học của Việt Nam so với những nước đó. Hàng năm thì chúng tôi phải đi thăm các cái trường đại học trên thế giới, và ngay cả những trường phổ thông trung học tại Bắc Mỹ như là Mỹ và Canada. Thế và chúng tôi nhận thấy rằng là ở những cái nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới, nhất là ví dụ như là Anh, Úc và New Zealand, thì ở các cái trường đại học của họ bao giờ cũng có tối thiểu một vị trí gọi là cố vấn hướng nghiệp, hay tiếng Anh gọi là career advisor. Dạ. Thế còn ở những cái trường phổ thông trung học ở Bắc Mỹ như Canada, Mỹ thì họ đều có những cái vị trí gọi là cố vấn về học thuật hoặc là cố vấn hướng dẫn về hướng nghiệp. Thì họ không những là chỉ hướng dẫn các bạn học sinh về việc bắt kịp cái việc học tập ở trên lớp, mà còn hướng dẫn các bạn học sinh về việc là tăng cái khái niệm, tăng cái kiến thức của bạn về hướng nghiệp, và cho các bạn thấy rằng cái xu thế của thế giới hiện nay là như thế nào. Và họ làm việc chặt chẽ với cả các giáo viên bộ môn, cũng như là họ có một cái sự hỗ trợ rất là lớn từ nhà trường. Đầu tiên là họ là thành viên của các hiệp hội nghề trên thế giới. Vậy cho nên là họ có cái network, cái mạng lưới cũng như là các cái dữ liệu cơ sở thông tin để họ phân tích, họ đưa ra, cũng như là họ đánh giá được cái xu hướng nghề và lao động trên thế giới. Thế và họ cũng có các cái công cụ đo lường để có các cái bài kiểm tra trắc nghiệm cho các bạn học sinh. Thế và ở các cái trường đại học khi mà tôi đi qua thì tôi thấy rằng là các trường đều có các cái trung tâm gọi là trung tâm hướng nghiệp, gọi là Career Center. Trường đại học Queen là trường đại học ở Canada, và trường đại học Northeastern là trường đại học ở Mỹ, là hai trường đại học có mô hình hướng nghiệp đi đầu trên thế giới. Và họ đều có các trung tâm hướng nghiệp,
Vậy thì trung tâm đấy làm nhiệm vụ gì? Thứ nhất là họ có những cái lớp kỹ năng để củng cố các cái nhóm kỹ năng mềm và các bộ kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên khi các bạn sinh viên đã vào năm thứ nhất rồi. Đó là hướng dẫn các bạn viết CV, hướng dẫn các bạn viết thư xin việc, hướng dẫn các bạn đọc và hiểu cái bản mô tả công việc, hướng dẫn các bạn làm thế nào có một cái buổi phỏng vấn hiệu quả, rồi là cách ăn mặc chỉnh tề, cũng như làm thế nào mà nếu như bạn đi làm thì làm thế nào để quản lý được cái xung đột nghề nghiệp trong cái môi trường làm việc đó. Và như vậy thì hướng nghiệp không phải chỉ là giúp cho bạn ấy cảm nhận hiểu được rằng là với những đặc điểm của mình thì mình phù hợp với công việc gì, mà còn rất là nhiều kỹ năng khác, đúng không ạ? Đấy là câu chuyện ở bậc đại học mà chị Hương vừa chia sẻ. Còn với quan sát của anh Hà, tôi được biết là anh có rất là nhiều thời gian gắn bó với cái hoạt động về hướng nghiệp và anh rất tâm huyết, nhất là đối với các bạn học sinh trung học phổ thông. Thì từ quan sát của anh có thể chia sẻ cho tôi biết là hiện nay thì các con đang chủ yếu lựa chọn nghề nghiệp trên những tiêu chí gì ạ? Và nó có vấn đề gì không? Nói đúng ra ấy, thì cái hiểu cái từ hướng nghiệp mà hiện nay các bạn học sinh hay phụ huynh học sinh ở trong cái lứa tuổi trung phổ thông ấy là chưa hiểu đúng lắm đâu. Cái việc mà lựa chọn trường đại học hay lựa chọn cái hướng đi khác thì đều cho rằng đó là hướng nghiệp, nhưng trên thực tế chúng tôi nói đúng ra nó là hướng học. Còn hướng nghề đó là khi vào đại học rồi, các bạn lựa chọn ngành học rồi, các bạn mới tiếp tục tìm kiếm những cái vị trí việc làm để các bạn ra trường. Và vì thế nếu chúng ta nhìn vào cái tổng thể hiện nay cái công tác hướng nghiệp chúng ta ấy, thì chúng ta đang mới làm tốt cái công tác là hướng học, tức là cho các bạn học sinh phổ thông. Và vì thế chúng ta đang bị mất đi một cái sự cân đối trong cái công tác hướng nghiệp. Thực sự là như vậy, ở trường đại học hiện nay ở Việt Nam chúng ta thiếu vắng vô cùng. Cách đây khoảng chừng nửa tháng thì tôi có tham gia một cái hội thảo về công tác hướng nghiệp trong trường đại học của trường Đại học Ngoại thương Nga tổ chức. Thì đây là một trong hội thảo hiếm hoi để nói về cái câu chuyện rằng là cái hướng nghiệp cho các bạn sinh viên như nào. Thì bây giờ chúng ta đang quay trở lại câu chuyện của các bạn học sinh. Thì trên thực tế hiện nay, cái việc lựa chọn nghề của các bạn nó chỉ đơn giản là sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học đại học hay đi học nghề. Và như vậy đa phần cái xu hướng hiện nay vẫn là cái chuyện là lựa chọn việc đi học thôi. Và chúng ta biết rồi, cái đổi mới giáo dục của chúng ta thì đã tăng cái cơ hội rất là nhiều cho các bạn học sinh lựa chọn vào cái trường đại học và cao đẳng khác nhau. Và vì thế cái xu hướng mà các bạn đi học đại học cũng là rất là lớn. Và vì thế cái việc chọn đại học thì các bạn sẽ lựa chọn tiêu chí là như thế này. Đơn giản là cái trường đại học đó nó vừa sức với mình không? Sẽ không quan tâm rằng là nó sẽ làm, mình sẽ làm cái gì, mình học cái gì bên trong đó. Nhưng mà nếu mà đã là trường chuyên lớp chọn thì sẽ phải là vào những trường top cao. Ví dụ như ngoại thương hay y dược hay là bách khoa, ví dụ như vậy. Còn cái học lực trung bình thì vào những cái trường tốt giữa, nếu học lực yếu yếu tí thì vào trường tư thục hoặc là vào những cái trường gọi là trường địa phương. Đấy là cái thứ nhất, là cái hướng dựa trên là cái năng lực học tập nhá. Cái hướng thứ hai đó là dựa trên cái nhu cầu tuyển dụng của cái lĩnh vực nghề đó. Ví dụ như là các bạn thường quan tâm đến cái chuyện là nghề nào nghề hot, nghề nào đang được nhắc đến trên phương tiện truyền thông. Tôi lấy ví dụ như năm vừa rồi và những năm sau nữa thì chắc chắn những nghề liên quan đến 4.0 kiểu gì kiểu sẽ cực kỳ đông. Dạ. Rất là đông các bạn vào, bởi vì các bạn cũng tính đến cái thị trường lao động, nhưng mà các bạn chỉ tính là tính cái phần ngọn thôi. Bởi vì là chúng ta biết rằng là nếu mà lựa chọn theo cái thị trường thì nó giống như là được mùa mất giá đấy. Vâng, chúng ta trong nông nghiệp ấy, rõ ràng nhiều người lựa chọn thì những người chỉ tồn tại là những người thực sự phù hợp với nó. Thế và vì thế cái việc mà lựa chọn theo thị trường lao động mà không tính đến cái khả năng của bản thân thì đấy là một cái xu hướng mà tôi thấy rất là rõ. Đấy phải chăng có là cái nguyên nhân khiến cho nhiều bạn mà sau khi vào trường đại học xong, khi ra trường làm rất là trái với cái ngành nghề của mình, thậm chí là khi đang học đã xác định là ra trường em sẽ không làm cái nghề này. Chính xác như vậy đấy, cái tỷ lệ mà các bạn ra trường mà làm đúng ngành đúng nghề và đúng với cái phẩm chất và năng lực ấy thì nó rất là thấp. Những cái nghiên cứu gần đây mà chúng ta có thể tham khảo trên các phương tiện truyền thông, 60% các bạn ra trường là làm không đúng với cái lĩnh vực của mình được đào tạo. Thế nhưng mà cái điều đáng nói đó là gì ạ? Là các bạn chấp nhận làm cả những công việc mà không cần đến cái năng lực đào tạo ở trường học đó. Ví dụ như là chạy Grab hay là ví dụ như làm những công việc mà nó đơn giản chẳng hạn, ví dụ như thế, thì thực sự là lãng phí nếu mà lựa chọn như vậy. Sẽ thật là đáng tiếc và lãng phí khi mà chúng ta học xong chúng ta không thể áp dụng được những cái kiến thức mà mình đã được học. Nhưng mà có lẽ sẽ đáng tiếc hơn, sẽ bi kịch hơn nếu như mà chúng ta vẫn cố theo cái nghề được học dù nó không thuộc đam mê sở thích, nó không phù hợp với năng lực của mình, đúng không ạ? Bởi vì nghề nghiệp nó cũng chính là một cái nấc thang để chúng ta khẳng định cái năng lực, cái trí tuệ và sự thành công cho cuộc sống của mỗi con người. Nếu chúng ta không thành công về sự thăng tiến ở vị trí, chúng ta cũng phải thành công ở cảm xúc, là chúng ta được hạnh phúc và thấy mình đang được phát huy cái năng lực của mình. Do đó mà công tác hướng nghiệp rõ ràng còn rất là nhiều việc cần phải làm.
Trước khi cùng nhau trò chuyện tiếp về chủ đề này, chúng tôi muốn mời hai vị khách và quý vị khán giả tiếp tục theo dõi phóng sự. Thời gian gần đây, nhiều trường trung học phổ thông trên cả nước đã có nhiều cố gắng triển khai hoạt động giáo dục hướng nghiệp và bước đầu đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như giáo dục hướng nghiệp thông qua giảng dạy các môn học theo tinh thần giáo dục kỹ thuật tổng hợp còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiểu biết và sáng kiến của từng giáo viên bộ môn. Giáo viên chưa được đào tạo chuyên biệt, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục lao động và dạy nghề ở các trường trung học phổ thông còn thiếu thốn nên khó để học sinh được thực sự trải nghiệm trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp chưa được chặt chẽ, thường xuyên, giáo viên, học sinh chưa thực sự hứng thú với hoạt động hướng nghiệp. Nội dung hướng nghiệp còn chung chung, chưa thiết thực với học sinh, chưa đi sâu vào việc giải quyết những băn khoăn, lo lắng, thắc mắc khi các em chọn nghề, chưa cập nhật với thay đổi nghề nghiệp trong thực tiễn. Học lớp 12 xong ấy, thì bao giờ mình có một cái mơ ước nó rộng, mà khi nhìn thấy cái gì đó mà nó hào nhoáng một chút ấy, thì cũng thường mơ ước mình đạt được nó. Vào đại học là con đường tốt nhất để có thể thành công và có được nghề nghiệp tốt cho cuộc sống sau này ạ. Cũng là do sức ép từ gia đình hoặc là do phải theo bạn bè, cho nên là có thể là về một chút tâm lý của các bạn thì nếu như mà cảm giác nếu mà học thấp hơn thì sẽ hơi xấu hổ, hoặc là không theo của bố mẹ thì bố mẹ sẽ trách móc. Tác động của gia đình là phần chủ yếu ạ. Vì là bố mẹ nhà quê là thường quan tâm đến con, thường hay bàn luận về con người này, con người kia và thường đều muốn con mình vào đại học, không muốn con mình học các trường nghề vì đại học nghe nó oai, học các trường nghề sẽ người này sẽ nghĩ là con người kia học dốt. Nhiều khi có những việc rồi những cái đam mê của mình ấy, nhưng mình chọn nó chưa được chính xác, chưa được sai, chưa được đúng thì mình sẽ phải trả giá bằng thời gian. Đứng trước quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thì công tác giáo dục hướng nghiệp cần được các trường trung học phổ thông chú trọng và đổi mới hơn nữa theo hướng chú trọng đến công tác hướng nghiệp, phân luồng, tham vấn học đường cho học sinh phổ thông. Các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục cho rằng về nội dung hướng nghiệp, bên cạnh những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm định hướng nghề nghiệp, học sinh cần được học ít nhất là một nghề thực sự phù hợp với sức khỏe, sở thích, điều kiện và khả năng của bản thân. Học qua trải nghiệm thực tế tại chính các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi và trồng trọt vừa giúp học sinh hình dung cụ thể về ngành nghề tương lai, vừa giúp các em khám phá năng lực học tập nhằm hiểu thêm về khả năng, thế mạnh, sở thích của chính bản thân, khơi gợi sự đam mê, khả năng sáng tạo, sự đồng cảm, khả năng học được những điều thực sự có ích cho lựa chọn nghề nghiệp từ cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau trò chuyện những vấn đề liên quan đến hướng nghiệp dành cho học sinh phổ thông và sinh viên đại học cùng với hai khách mời có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của chị Thu Hương. Chị Thu Hương có thể chia sẻ với chúng tôi về một số mô hình hướng nghiệp dành cho học sinh mà cá nhân chị thấy là nó hiệu quả và nên được thực hiện không ạ? Vâng, hướng nghiệp thì khá là rộng. Thế nhưng mà phải làm một cách rất là bài bản và ngay từ rất là sớm. Nhất là đối với cả trong gia đình, ngay từ khi mà các bạn học sinh từ mẫu giáo đến các cấp bậc học và đến phổ thông trung học thì thường là các bố mẹ cũng đã tham gia vào cái quá trình đấy, như là nói chuyện, trò chuyện với các con trong các bữa ăn, hoặc là đưa các con đến môi trường khác nhau và có cái sự trao đổi và cung cấp thông tin thêm cho các con. Gọi là trải nghiệm nghề nghiệp đúng không rồi. Và hoặc là thông qua sách vở. Thế nhưng mà đấy cũng chỉ là cái phần trải nghiệm trong cái khu vực mình sống thôi, còn chưa có một cái sự can thiệp về mặt khoa học. Thế và hiện nay trung tâm PAC thì chúng tôi mua bản quyền cái chương trình hướng nghiệp của Seattle. Đây là một trong những mô hình hướng nghiệp mà có cơ sở dữ liệu cũng như là có các công cụ hàng đầu trên thế giới để giúp các bạn học sinh có các cái trải nghiệm về bài kiểm tra để đưa ra được cả cái nhóm tính cách và cái nhóm nghề nghiệp của mình. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ được làm các cái bài kiểm tra trắc nghiệm của Morrisby. Đấy là những cái bài kiểm tra về trắc nghiệm về tính cách, về năng lực và về khả năng của mình, áp dụng những cái lý thuyết của Bridgemeyer và của Holland Code. Thế và sau khi mà các bạn học sinh làm cái bài kiểm tra trắc nghiệm đó thì chúng tôi đưa vào máy và máy sẽ đưa ra một nhóm các cái nghề phù hợp với các bạn. Nhưng tuy nhiên đấy cũng chỉ là một cái phổ phù hợp trên về mặt khoa học dựa trên những cái gì mà các bạn ý trả lời thôi. Sau đó chúng tôi sẽ có những cái buổi nói chuyện một một đối với các bạn học sinh về các khái niệm nghề, về các lĩnh vực, ví dụ là lĩnh vực nghệ thuật này, lĩnh vực khoa học này, hoặc là lĩnh vực kinh doanh thì ra trường sẽ có những thiên hướng như thế nào.
Và ví dụ như là bạn học sinh đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem là bạn học mạnh ở những khối ngành học nào. Ví dụ như là các bạn học mạnh các cái môn học về khối khoa học, vậy thì bạn có thể làm được nghề gì, hoặc là các bạn có thể học những cái ngành gì. Thì đấy là những cái khái niệm, là những cái lý thuyết chúng tôi sẽ đưa cho các bạn học sinh để các bạn ấy có kiến thức. Sau đó chúng tôi sẽ có các cái buổi trò chuyện với phụ huynh để cân bằng là vậy thì gia đình mong muốn gì, gia đình có thể có cái mức tài chính như thế nào để cho các bạn ấy học tập ở Việt Nam, học tập ở một trường quốc tế ở Việt Nam, một trường công, hay là có xu hướng đi du học. Vậy thì nếu đi du học thì sẽ đi du học ở những nước nào, ở những khu vực nào mà có cái mức tài chính phù hợp đối với gia đình. Thế sau đó thì chúng tôi sẽ có các cái buổi nói chuyện cân bằng giữa cả gia đình và học sinh và cố vấn của chúng tôi. Thế và cuối cùng thì cả ba bên sẽ có những cái quyết định về nghề. Ví dụ như các bạn sẽ có một cái danh mục những cái nghề từ 3 đến 5 nghề mà các bạn ý phù hợp qua những cái bài kiểm tra về khoa học các bạn đã làm. Vậy. Rồi là qua những cái buổi trò chuyện. Sau đấy thì chúng tôi sẽ cho các bạn ý các cái thông tin về việc là về cái nghề đấy, cái bản mô tả công việc là gì. Bạn phải học ngành học gì để bạn đi làm cái nghề đấy. Ví dụ như trong tương lai bạn muốn làm marketing, nhân viên marketing chẳng hạn nhé, thì bạn không chỉ đơn giản chỉ là những cái người có thể lên chiến lược, có thể lên được những cái cách thức về quảng cáo, mà trong cái xu hướng tới đây các bạn phải là những người đa nhiệm. Thậm chí các bạn là những người có thể vẽ được, có cái khả năng về mỹ thuật, để khi mà các bạn truyền tải cái thông tin của các bạn cho cái người mà lên cái concept, lên cái khái niệm để quảng cáo, thì các bạn có thể tự làm được. Thế rồi là những cái người làm marketing có thể là hiểu được cái tâm lý khách hàng. Thì đấy là những cái bộ kỹ năng mà trong cái thời gian các bạn ý chuẩn bị đi đại học, hoặc là trong thời gian các bạn học đại học thì các bạn đã trang bị và học rồi, để các bạn có một cái hướng đi đúng thẳng chứ không lơ mơ ngay từ khi đầu tiên. Nghĩa là đối với một nghề thì không phải chỉ quan tâm đến một cái kỹ năng duy nhất trực tiếp của nghề đó, đúng không ạ? Mình còn quan tâm đến cả những cái năng lực phụ trợ. Giống như một bạn làm marketing có thể ở trong nhóm quản lý, nhưng cũng phải có nhóm xã hội và phải có nhóm nghệ thuật ở trong đó thì mới làm tốt được. Cái mô hình mà chị Hương vừa chia sẻ, nó rất là, thực ra là trường kỳ đấy, không phải là ngay lập tức mà chúng ta đã có được. Kiên nhẫn từng bước một và cần sự phối hợp vô cùng chặt chẽ với cả chính phụ huynh của các con nữa. Chúng tôi muốn lắng nghe quan điểm của anh Hà đối với mô hình này, hoặc là những cái mô hình khác mà anh cảm thấy cũng khá là hiệu quả. Trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới của chúng ta mới ban hành vừa rồi đấy, 2019 ấy, thì cái hoạt động giáo dục hướng nghiệp và hoạt động giáo dục hướng nghiệp trải nghiệm ấy là một trong những cái nội dung rất mới. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà các trường phổ thông của chúng ta hiện nay mà áp dụng cũng như là thực hiện nó một cách rất là nghiêm túc, thì tôi nghĩ rằng là cái công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông chúng ta sẽ, nó sẽ chuyển sang một cái hướng rất là mới. Thực ra cái mô hình mà chị Hương vừa chia sẻ thì ở Việt Nam chúng tôi cũng có làm và cũng có thực hiện. Tất nhiên thì ở với một cái quy mô nó nhỏ hơn, có thể tổ chức ở dưới cấp lớp hoặc là tổ chức ở quy mô của một trường thôi. Nhưng để áp dụng ra cả một cái hệ thống thì thực sự nó sẽ trở nên khó khăn rất nhiều, bởi vì là nó liên quan đến những cái yếu tố kể về mặt chi phí, kể về mặt cái nguồn lực thông tin. Nhưng mà có lẽ ở Việt Nam chúng ta thì những cái yếu tố này nó sẽ là một cái cản trở rất lớn để mà tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Thế nhưng mà nó cũng có những cái hoạt động hiện nay tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam chúng ta, trong các trường hiện nay họ cũng có áp dụng và tôi thấy cũng rất là hay. Đó là những cái hoạt động liên quan đến trải nghiệm nghề nghiệp. Hiện nay rất là nhiều trường phổ thông họ rất là chú ý, rất là chú ý, và ngay cả trường đại học cũng thế thôi. Họ cũng có một cái sự đầu tư rất là lớn đối với công tác tuyển sinh của mình. Đó là tạo cho các bạn học sinh những cái trải nghiệm liên quan đến những lĩnh vực mà họ đang đào tạo. Họ còn cho các bạn học sinh đến được học giống như là một sinh viên, được tham gia các hoạt động của nhà trường, rồi được tham gia vào một số những cái hoạt động liên quan đến nghề nghiệp mà có liên quan đến ngành học đó, thì tôi thấy rằng đấy là một cách là nó cũng rất là thú vị. Thế còn bên cạnh đó thì bên trường đại học giáo dục ấy, mà nơi tôi đang công tác, thì cũng rất là chú trọng liên quan đến những cái việc thiết kế những cái ứng dụng về hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Như vừa rồi chúng tôi vừa mới nghiệm thu một cái đề tài cấp đại quốc gia liên quan đến việc là một cái app dùng trên điện thoại là đánh giá tâm lý. Thì các bạn học sinh có thể lên trên đó tải về cái app này về điện thoại di động của mình và có thể sử dụng những cái test ở trên đó. Ví dụ trong đó cái test là Holland Code chẳng hạn, như chị Hương vừa nhắc ấy, thì nó cũng nằm ở trong đó. Thì để các bạn cũng có thể là tự mình xác định được cái tính cách, năng lực của mình. Và bước tiếp theo của dự án này của chúng tôi đó là tôi khớp nối với những thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về những cái nghề nghiệp, về thị trường lao động, cũng như là những cái bản mô tả nghề, để làm sao mà các bạn học sinh có thể sau khi sử dụng cái bộ công cụ đó có thể là đưa ra được những cái chỉ dẫn về cái nghề nghiệp nào mà các em nó phù hợp. Thực ra ở Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu
rất là nhiều nhà khoa học cũng như là các công ty họ đang quan tâm đến cái công tác hướng nghiệp này, nhưng mà cũng phải nói đi nói lại rằng nó cũng chỉ mới dừng lại ở các thành phố lớn thôi. Thế còn đa phần học sinh của chúng ta ở những cái vùng thôn quê thì thực sự các em bị trắng những thông tin về hướng nghiệp, những cái chuyên gia để tư vấn cho các em về cái việc lựa chọn việc làm. Và vì thế chúng ta vẫn thấy rằng hàng năm những cái sinh viên mà phải bỏ trường, phải bỏ lớp để mà học lại, để mà thi lại hoặc là ra ngoài lao động kiếm sống ấy, nó rất là nhiều. Và những cái số lượng các bạn học sinh mà cảm thấy không phù hợp với cái lĩnh vực mình đào tạo mà sau khi tốt nghiệp ra trường phải quay đi làm công việc giản đơn ấy, thì phải nói rằng là cũng rất là lớn. Và đối với chúng tôi mong muốn rằng là chúng ta đã thay đổi rồi thì chúng ta phải thay đổi quyết liệt hơn, đặc biệt là đối với những cái người mà làm cái công tác quản lý liên quan đến cái lĩnh vực về giáo dục hướng nghiệp như thế này. Và còn một đối tượng nữa cũng rất là quan trọng đối với công tác hướng nghiệp mà vừa nãy chị Hương vừa có đề cập đến một chút, đấy chính là phụ huynh. Bởi vì các con thì chịu ảnh hưởng của cha mẹ rất là nhiều. Cha mẹ thì cũng có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là những cha mẹ thành công thì đâu đấy dễ có tâm lý là phải đi theo cái con đường đấy của mình thì mới thành công. Hoặc là những cái cách chọn nghề theo kiểu là đấy, bố làm nghề đấy, con nối nghiệp. Thấy con nhà bác hàng xóm đi nghề đấy có thể thành công, thu nhập rất là cao, hoặc là có người quen đấy. Kể chuyện vui là có một bạn chia sẻ với tôi là mẹ em bảo là làm đi ra trường mẹ nhờ người yêu cũ của mẹ xin việc cho, bởi vì là bác ấy đang có vị trí. Thì tất cả những cái lựa chọn công việc theo kiểu như vậy, người ta gọi là trong cái cây nghề nghiệp nhỉ, thì là lựa chọn theo quả đấy, thì có lẽ là nó sẽ không bền vững bằng việc là lựa chọn theo dễ, lựa chọn theo những cái gì thuộc về bản thân mình và thế mạnh để thích ứng với thị trường lao động, bởi vì thị trường lao động sẽ thay đổi rất là nhanh, đúng không ạ? Mời chị Hương chia sẻ đôi nét về những cái xu hướng nghề nghiệp mà có thể nói là hot hoặc là phù hợp trong cái thế giới tương lai. Xu hướng nghề nghiệp thế giới thì hiện tại là sẽ tập trung đến lao động bậc cao, mà đối với các bạn sinh viên là tốt nghiệp sau đại học. Như là số liệu chúng tôi thấy rằng là ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới là năm 2050 chắc chắn là phải có đến 715 việc làm là sẽ biến mất. Dạ. Và chỉ tập trung đó ở trong cái nhóm lao động cơ bản thôi. Và sẽ có sự xuất hiện của 313 các cái việc làm mới. Thế thì những cái việc làm mới đấy sẽ là những cái việc làm có xu hướng như thế nào? Đấy là những xu hướng của công nghệ hóa, của tự động hóa và của trí tuệ nhân tạo, thì áp dụng các cái công nghệ. Thế thì điều này sẽ cho các bạn học sinh cũng như phụ huynh thấy được rằng mọi người phải hiểu được xu thế, kể cả các bạn học gì đi nữa thì các bạn cũng phải nắm bắt được xu thế và sự thay đổi nhanh chóng trong tương lai. Ví dụ như bây giờ trong các lĩnh vực như y tế, như là sản xuất, như là máy móc hoặc là siêu thị chẳng hạn, thì là họ đã sử dụng các cái cánh tay robot để họ bốc hàng lên trên kệ và họ sắp xếp. Thế rồi trong những cái khách sạn ở Singapore, khi mọi người đi du lịch sẽ thấy rằng là có sự xuất hiện của các cái robot lau nhà hoặc là hút bụi. Thế thì sự thay đổi tiếp tới đây của xu hướng của thế giới sẽ là công nghệ hóa và sẽ diễn ra rất là mãnh liệt. Cho nên là các bạn học sinh và phụ huynh nên có một sự chuẩn bị, luôn luôn là trang bị cho mình các cái bộ kỹ năng và hiểu về xu thế. Khi mà tham khảo tài liệu chúng tôi thấy là có hình như là có hai nhóm người lao động. Một là nhóm cổ cồn xanh và nhóm cổ cồn trắng. Nếu mà bạn thuộc cái nhóm cổ cồn trắng thì chắc bạn phải rất là giỏi và chuyên sâu về cái lĩnh vực đó, về mặt quản trị và lý thuyết hay nghiên cứu. Còn nếu bạn quyết định mình lựa chọn vào nhóm cổ cồn xanh thì rõ ràng cái kỹ năng làm việc, kỹ năng teamwork, những kỹ năng về cảm xúc thì rất là cần. Cho nên là có lẽ là lựa chọn về cái xu hướng nghề nghiệp nào thì chúng ta cũng cần phải trang bị cho mình đầy đủ những cái kỹ năng như vậy. Bởi vì như chúng ta vừa nói, nghề nghiệp phải thay đổi rất là nhanh. Năm nay mất đi nghề này sang nghề mới, nhưng mà có khi 5 năm nữa một nghề mới xuất hiện. Và cái nghề mới xuất hiện năm trước có khi lại đã mất đi. Cho nên điều quan trọng là có lẽ là phải trang bị cho mình đầy đủ những kỹ năng để có thể phù hợp với tất cả sự thay đổi, đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh Hà và chị Hương đã đến đây để chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề hướng nghiệp. Và chúng tôi cũng hy vọng là với những thông tin mà hai khách mời của chúng tôi vừa trao đổi thì những người làm công tác giáo dục và cả phụ huynh nữa sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn cho con em mình. Bởi chúng ta bỏ ra 12 năm, 16 năm, thậm chí là hơn 20 năm để đi học thì tại sao không dừng lại một thời gian cần thiết, đủ để có thể lựa chọn nghề một cách đúng đắn. Xin cảm ơn hai vị khách đã đến với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.